xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trong mặt các bác thì em có mấy cái món hàng gọi là thu lại của khách và sắp tới là sẽ thanh lý. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác là hai sản phẩm, một chiếc nâng tiếng Pro L và một chiếc vang Gregutin KM320 vang cơ nhé. Thì hai sản phẩm này bác khách bác lấy bộ áo dây. Bác trao đổi thì đây là tem của cửa hàng anh An Luân nhá. An Luân Audio vẫn còn nguyên tem, cái này hình như tem hơi bị rách, không biết là người ta mở ra chưa. Nhưng mà thấy tem rách này thì hơi bị mất điểm. Còn vang này thì vẫn còn nguyên tem đây các bác nhìn. Đấy thì chưa? Vẫn còn nguyên tem tính nhá. À còn nâng tiếng, quên nâng tiếng. Còn vang thì tem hơi bị rách rồi. Còn con này thì đây nó có cổng kết nối với máy tính. Gọi là vang cơ nhưng mà lại có cổng kết nối với máy tính, nghe có vẻ là hơi sai sai tí. Được chưa? Hai chiếc này thì chiếc Pro L này nâng tiếng này em bán với mức giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000. Còn con vang này thì em bán với mức giá là 2.000.000. Đấy. Ok nha các bác nhá. Đấy, giá trên là bao ship. 725, đôi này em thu hồi của bác khách là 4.500.000 và em sẽ sửa lại củ bass, củ tép, phân tần. Sau khi sửa lại xong thì cũng sơn lại thùng và bán với giá là 5.800.000, bán lại cho các bác là 5.800.000, em mua là 4.500.000. Ví dụ bác khách chú xem được video này, chú xem cháu lấy giá vào với giá cháu đọc trên video xem có đúng không nhá, hay là chú lại bảo cháu là thần điêu đại hiệp thì cháu không bán được. Đấy chú xem nhá, cháu lấy lại của chú là 4.500.000 thì cháu báo luôn là trên đây là 4.500.000 thu lại của khách và sửa lại bass, 4 con bass, 2 con tép, phân tần nữa, xong là sơn lại thùng, cộng thêm 1.300.000, tổng cộng là 5.800.000 là giá tại cửa hàng sau khi sửa lại. Đấy, nên là các bác nào có ghét hay có thích tùy đấy nha. Và đôi súp này, súp đơn 50RCF, đôi này em sẽ sơn lại thùng và bán với mức giá là 4.200.000 các bác nha. 4.200.000 đôi này, sơn lại thùng, vệ sinh lại, sơn lại thùng, 4.200.000 giá tại cửa hàng. Súp đơn 50, sử dụng bát của RCF, em phải kiểm tra lại bát, nếu mà bát có lỗi thì em phải xử lý thôi. Đấy, cái con này thì ăn dày nhá, chú biết giá rồi, chú biết rồi. Con này thì cháu ăn dày, con này thì cháu ăn mỏng tí rồi. Bởi vì chi phí sửa lại cái đôi 725 này nó hơi bị nặng đòn tí, riêng 4 con bát đã mất vào 5-600.000 tiền sửa lại rồi. Đấy, còn chưa kể là tép và phân tần nữa, xong là sơn lại thùng nữa. Đấy, tức là tổng cộng con này mà sửa lại là nó mất vào tầm loanh quanh gần 1.000.000 tất tần tật tổng chi phí sửa lại cả bát, cả tép, cả phân tần. Đây là về cũng chưa thử. Đấy, và có một cái con này nữa thì em bán cho các bác, con này em thu hồi của khách là 2.500.000, con này em bán cho các bác là 3.000.000 đấy nhá. Con này em mua lại của bác khách là 2.500.000 thì bây giờ bán lại cho các bác, là các bác nào thích thì là 3.000.000, được 500, không bao ship luôn nhá, chỉ là hỗ trợ công đóng bìa thôi. Chi phí với đọc là có bao gồm là cả công đóng bìa, riêng cái tiền gọi là đóng cái thùng bìa thôi đã mất vào nhanh quanh gần 100.000 trên một kiện hàng rồi. Ví dụ con súp này là 100.000 kiện hàng này. Đấy, nên các bác nào mà có thích thì cứ alo trực tiếp với em. Giá em đọc công khai nhá. Ví dụ người chủ hàng mà xem được giá và biết được cái mức giá em đọc với mức giá bán lẻ thì có con thì ăn dày, có con thì ăn mỏng, cái nọ nó bù cái kia thôi chứ không nói hay được. Riêng đôi 725 là nãi mỏng lắm, còn cái đôi súp 718 thì nãi tí, gọi là tí thôi chứ còn không dày đâu. Đấy, cái vang cái nâng tiếng mỗi thứ nó cộng một tí, gọi là trăm nghìn, trăm hơn trăm, 200.000 thôi, còn tặng cho bác dây dĩa rác rồi là còn bao ship. Nhiều các bác đặt hàng vui bom cái thì em vỡ mồm. Con này em báo luôn nhá, giá trên đây là cấu hình của nó bát là côn chỉ có vào 56 hay là côn 63 thôi, chắc là côn 63, còn tép là côn 72. Đấy, đọc giá luôn, không phải các bác này tưởng là từ 2-200 thì vỡ mồm em đấy, mà em nói thật các bác ạ. Đấy, các bác nào có thích thì hãy gọi cho em. Con này là bát từ 15-6 hay là từ 17 ấy, côn có 63 thôi, 63 trở về thôi, còn súp thì chắc là từ 2-200, súp thì chắc thế thôi chứ còn không biết được. Đấy, các bác nào có thích cái gì thì liên hệ trực tiếp đây nhá. Tình trạng là về nguyên đang nguyên kiện đấy, chưa còn cắm thử nữa. Đấy, vừa vệ sinh được xong rồi còn đi vừa đi chuyển tiền giá chủ hàng mấy chục triệu. Cầm tiền phát là chưa được nóng tay cái là tiền phải bay vào ví người khác, các bác ạ, khổ lắm.
Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bác cần cái mà mặt hàng gì thì hãy trực tiếp với em. Em đọc giá này là rất tốt rồi, em hỗ trợ trao đổi toàn quốc cho các bác. Ưu tiên ở gần đây. Thì là ví dụ chi phí mà vận chuyển là các bác phải lo. Em nói trước ấy, chi phí vận chuyển là các bác phải lo. Sắp tới em thanh lý nốt mấy cái vỡ vẩn kia cho nó rộng nhà đi. Sắp tới là về nhiều cái hàng sự kiện nữa. Ok, video đến đây kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.